Rồi, mở mặt nạ ra. Dạ. Mở mặt nạ ra em trai ơi. Ok. Đẹp rồi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, trai xinh gái đẹp, mời em trai giới thiệu về thông tin của mình trước. Chào chị Cát Tường và chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em tên là Nguyễn Tấn Đạt, quê quán là ở Trà Vinh. Hiện nay em đang làm việc ở khu công nghiệp Hạnh Phúc, giáp giữa Bình Chánh với Long An. Em làm nhân viên chất lượng cho một công ty nhựa. Rồi em ở đâu? Em ở ngay chỗ Cầu Sáng đó, chị. Cầu Sáng là ở đâu? Đó là thuộc quận Bình Chánh. À, là quận Bình Chánh. Còn em? Dạ, xin chào chương trình ạ. Em tên là Phạm Thị Hồng Thi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên ở quận 1. Thì hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh, ngã tư Hàng Xanh ạ. Ừ, Bình Thạnh qua Bình Chánh biết không? Dạ, chắc hai cái Bình thì chắc nó gần nhau trời đó chị. Dù hai cái Bình nó xa đó, biết Bình Chánh không? Biết Bình Thạnh không? Biết, biết chị. Rồi, dễ dàng trong tình yêu ha. Ở chung một thành phố là thấy đơn giản rồi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em điểm mạnh của em đó là hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Điểm yếu thì có cái là không biết hát mà nói hay nhiều. Không biết hát mà lại nói nhiều. Dạ. Không biết hát mà là hot. Đúng không? Dạ. Trời đất ơi, hiện giờ đang sống với ai vậy? Em ở trên Sài Gòn này thì em ở một mình. Một mình. Còn ba mẹ là dưới quê hết? À, ba mẹ với một đứa em gái là năm nay 12 tuổi ở quê. À, bao lâu mới về nhà một lần? Dạ, thường thường là có mấy dịp để lớn như 30 tháng 4 hay là Quốc Khánh hay là Tết Tây, Tết Nguyên Đán. Là về? Là về. Ừ, rồi. Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, chắc là em với bạn có nhiều tương đồng ạ. Em thì điểm mạnh của em là năng động, hòa đồng, dễ nói chuyện. Còn điểm yếu của em là em hát cũng rất là dở. Trời ơi, hai đứa hát dở hết luôn vậy hả? Rồi hiện giờ mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang sống với em gái em ở Bình Thạnh ạ. Ừ, vậy còn ba mẹ? Dạ, ba mẹ em thì ở dưới quê, em ở Tiền Giang ạ. Ừ, bao lâu hai chị em về thăm ba mẹ một lần? Dạ, cũng như là cuối tuần hoặc là những ngày lễ. Ừ. Tại vì em là giáo viên thì tính chất của em thì em chỉ dạy trong tuần thôi. Rồi mình đi xe tốc hành hay là hai chị em chở ông Đa? Dạ, thường thì hai chị em cùng nhau về với nhau cho vui ạ. Đi ông Đa về với nhau cho dạ. Vui. Có chị có em cũng đỡ an ủi ha, cũng dạ. Buồn, đỡ buồn trên thành phố ha. Dạ. Rồi, tình trường thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ, là em có một mối tình duy nhất là được kéo dài 4 năm và chia tay cách đây cũng gần 3 năm rồi. Ôi, mối tình 4 năm là cũng sâu đậm lắm mà sao lại chia tay? Dạ, tại vì nó nhất là xa cách về địa lý và bạn đó ở đâu mà xa cách địa lý? Ở ngoài Đà Nẵng chị. À, bạn đó ngoài Đà Nẵng thì sao quen, cơ hội nào mà quen nhau? À, lúc đó là tụi em là còn sinh viên đi làm chung một nhà hàng á chị, rồi quen nhau. Rồi sau này khi em ra trường, bạn nó ra trường thì gia đình bên bạn nói là xa cách quá. Ừ. Với bạn có hiếu của gia đình thì em mới nói bạn là giữa chữ hiếu chữ tình thì nên em thấy bạn có hiếu nên nói để cho bạn về với gia đình. Trời ơi, rồi giờ bạn nó có gia đình chưa? Dạ, cái đó em cũng chưa biết nữa chị. Chưa biết nữa chị. Là chia tay rồi không có liên lạc nữa? Ít liên lạc, không có hỏi về vấn đề đó. Ừ. Rồi 3 năm trời nay rồi có mối tình nào khác chưa? 3 năm nay thì em lo đi làm, tập trung đi làm cũng chưa có quen ai nên... Trời ơi, nhờ chương trình giúp đỡ. Rồi còn em, tình trường mình sao? Dạ, em thì có hai mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3, thời đi học. Là mối tình đầu của em. Đó là cái mối tình mà gọi là rất là sâu đậm. Thì em yêu 3 năm. Thì em dành tới 5 năm để quên một người. Yêu 3 năm mà chia tay phải quên, mất 5 năm mới quên. Dạ. Yêu chi dữ vậy trời ơi. Em cũng không biết nữa chị, có thể là tại vì do mối tình đầu nên nó mang cho mình nhiều cảm xúc quá, làm cho mình khó để quên một người. Thì trong 5 năm mà khi mà quên bạn á, quên bạn đó thì em có quen người bạn thân của mình. Ừ. Và khi em quen người bạn thân đó thì em vô tình em lại gây một cái nỗi đau cho bạn đó. Và em chia tay bạn đó. Thì sau khi chia tay bạn đó xong thì em cảm thấy là mình phải bước ra khỏi cái tình yêu này nữa. Đúng rồi. Và mình bắt đầu mình yêu bản thân mình hơn, mình hòa nhập hơn, mình vui chơi hơn, mình dành những cái thời gian riêng cho bản thân mình, cho gia đình, rồi hoạt động xã hội nhiều hơn. Và lúc đó thì em cảm thấy thoải mái hơn trong tình yêu. Rồi sau đó còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ không chị. Có nghĩa là hai mối tình. Dạ. Cái mối tình đầu phân tích rất là dễ, tại vì em quen người đó 3 năm nhưng nó quá sâu đậm đi. Rồi có thể là trong thời gian em không quên được, em đau khổ thì có một cái người bạn thân bên cạnh chia sẻ hiểu được em. Dạ. Thôi em ngộ nhận đó là tình yêu nên dạ. Em chấp nhận bạn đó. Dạ. Nhưng mà khi em ở bên bạn đó em vẫn không quên được cái người cũ, là em chỉ làm tổn thương người ta thôi. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Nghe là tôi hiểu vấn đề rồi. Nên á, rồi nhưng bây giờ cái tình bạn có còn giữ được không? Dạ không, đó là cái gọi là một niềm đau riêng của em như vậy nên là mất luôn người bạn. Dạ, nên là sau đó thì em mới gọi là
bản thân mình phải vượt qua được cái đó để cho mình không đánh mất những cái thứ tốt đẹp. Sao mình không chủ động, bây giờ mình qua lâu rồi mình chủ động, mình tìm lại coi như những cái người bạn giống như người tri âm tri kỷ của mình. Thật ra thì em cũng muốn tìm lại bạn đó, nhưng mà em cảm thấy là em có lỗi với bạn đó nhiều quá, nên em không gọi là mình có lỗi, nên mình cũng không có dám gọi là như là nhìn mặt lại bạn đó. Kỳ vậy, thường thì chị là nghĩ khi mình có lỗi mà có điều kiện, có thể lúc đó mình không dám đối diện, nhưng mà nếu là chị sau vài ba năm, hoặc khi chúng ta trưởng thành, hoặc chúng ta có cuộc sống ổn định rồi, chúng ta tìm lại một lần để nói những cái gì cho bạn đó sẽ còn rất nhiều uất ức chưa nói được với em. Mình chỉ được một lần nói thôi, mình sẽ nhẹ lòng, có thể đó sẽ là một người bạn tốt của em sau này. Rồi đó là một chút chia sẻ về chuyện tình yêu của hai bạn thôi. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái là người vợ tương lai là người như thế nào? Nói chung là một người bạn gái, người vợ tương lai thì đối với em thì nó cũng đơn giản thôi, như cao là từ 1m8. Cao là từ 1m8. 1m58 tao lên. Hết hồn, hết. Dạ đúng rồi, nghe 1m8 chứ em nói là em phải mang mấy đôi guốc luôn mới lợi quá anh ơi. Học 1m58 nó lên, nói chung là có nghề nghiệp ổn định. Nếu gia đình em thì nói chung là bạn nữ nó bên giáo viên là gia đình em đã được 7/10. Điểm 7/10. Vậy á hả? Thích vậy. Dạ, dạ gia đình em là nói chung là truyền thống bên gia đình em là đa số là giáo viên với cơ quan nhà nước nhiều, nên là ba mẹ cũng thích là chọn những người vợ hay là những người mà bạn gái của em đó là có giáo viên. Nhưng mà nếu hình mẫu giáo viên của em không giống như tưởng tượng của những giáo viên ngày xưa thì sao anh? Nói chung là bây giờ thời buổi hiện đại thì mình phải là phải bỏ đi cái cũ, mà mình phải kết hợp giữa cái hiện đại và cái truyền thống thì nó mấy, chứ không thể nào mà mình cứ giữ quan điểm cũ hoài thì nó sẽ không hay. Rồi thế còn em, mẫu người lý tưởng? Em thì mẫu người lý tưởng của em thì hơi tròn tí, tại vì em thích những người tròn thì cảm giác nó sẽ ấm áp. Dạ, còn cao thì được, nếu được thì cao hơn em. Cao hơn em là chắc rồi. Dạ em thì chỉ đơn giản vậy thôi. Dạ đúng. Mắt mũi miệng ngoại hình tóc tai gì mặt mày không có quan trọng. Dạ không, tại vì em cứ nghĩ là nếu mà mình hợp nhau thì nó không, ngoại hình nó không phải là cái vấn đề để quyết định tất cả. Nếu mà người nào ngoại hình đẹp nhưng mà mình nói chuyện nó không hợp thì nó cũng không đi đến đâu. Quan trọng là cái tính cách khi mà mình tiếp xúc. Rồi. Tao có hình cho chị mượn hình em coi nè, coi cô giáo là sao nè. Hình rồi đây. Có một chàng trai trong đó vừa tốt nghiệp cái gì đó. Trời ơi đó, hãy lựa đi. Có một cô giáo dạy môn gì vậy em? Dạ em dạy lớp 1, dạy tiểu học. Lớp 1 tiểu học đó, một cô giáo nào trong đó? Kiếm đi em. Sao ngồi chỉ vô bạn đó liền vậy? Em đi bận con. Bự con đâu mà bự con. Rồi, bên đây, ai? Ai chỉ vô? Sao lại là cô đó? Mình thấy khuôn mặt cũng được được. Là bên đây là cô nào? Giữa một rừng người đó anh. Hay quá, chọn hay ghê vậy đó. Rồi, mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem mình chọn đúng hay không nha. Mời hai bạn. Ai sai tôi phạt. Chào anh ạ. Chào bạn. Dạ. Em đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Em sai. Anh chọn một cô 1m8 không? Không, chọn cô lùn. Không lùn. Rồi, ấn tượng đầu tiên hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Hai bạn cũng thân thiện nhìn. Thôi bây giờ mình anh em đi chứ. Thấy em cũng nhìn mặt cũng thân thiện, cũng hiền. Dạ không anh. Em nhìn thấy anh sao? Em thích nhất là nụ cười của anh, tại anh cười lên rất là duyên. Dạ, với lại nghe người miền Tây thì em rất là thích, tại vì người miền Tây cùng với nhau cái cách quan điểm sống hay là cách nói chuyện nó cũng dễ dàng hơn với nhau. Dạ. Trai á hơi đen thôi nhưng mà đẹp trai á. Dạ. Ê cái này sao cưng? Trời ơi. Đến chương trình có món quà tặng cho bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cái màu vàng em thích, với lại con Pikachu chắc là hợp với tuổi của em nè. Nãy giờ tôi thấy khen hoài luôn á trời. Khen hoài luôn á, dính thính rồi cái gì á. Cô có tặng người ta không? Dạ có, đây em gửi anh một món quà. Chúc anh lúc khi. Cảm ơn. Khen lại cái coi, anh thích màu xanh đồ gì đó. Em ở Tiền Giang, ở khúc nào em? Dạ em ở Gò Công Đông anh. Gò Công Đông, anh... Anh ở Trà Vinh có dừa sáp không anh? Anh ở gần biển, em biết biển Ba Động không? Dạ không. Anh ở ngay biển. Dạ. Còn ở dừa sáp là ở phía trên giáp thành phố. Rồi, hai đứa mới gặp lần đầu mà giống như quen nhau từ kiếp trước. Được rồi, giờ tôi hỏi thăm chút xíu, quà này là cái gì trọng ý nghĩa? Quả cầu tiết là em là ước mơ là được một lần
trong đời là đi với bạn gái đến những nơi nào có tuyết. Có tuyết. Thí dụ được lựa chọn cái nơi đến đầu tiên mà em nghĩ em có thể thực hiện được trong thời gian trong tương lai gần nhất là đi đến đâu? Nói chung là gần nhất chắc trong Việt Nam sẽ đi đến Sapa. Sapa có tuyết, chị cũng chưa đi Sapa luôn. Dạ em cũng chưa đi. Thích không? Thích không? Dạ em cũng chưa đi. Con gái ai cũng thích, có chợ tình rồi thử coi sao ha. Dạ. Tuyết rơi, món quà này ý nghĩa gì đây? Dạ em tặng anh cái tai nghe, là hy vọng là anh với em sẽ kết nối được với nhau. Wow, những món quà rất có ý nghĩa. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ có một khoảng không gian riêng với nhau để trò chuyện, để tâm sự, thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Mời hai bạn thưởng thức món, đây là chả trứng lá mơ, cũng rất đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Vị Ngon nha. Dạ. Nhớ là vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ cảm ơn chị ạ. Mời em dùng. Dạ cảm ơn anh, mời anh ạ. Ủa rồi anh ở Trà Vinh, anh có hay đi qua mấy tỉnh miền Tây chơi không? Nói chung là anh cũng ít đi tỉnh Tây, đa số anh trên đường anh về thì anh hay ghé Mỹ Tho. Dạ. Mỹ Tho, Bến Tre, tại vì anh đi quốc lộ 60, từ đó giờ ít có đi qua hướng bên Gò Công, em về quốc lộ. Dạ đúng rồi, em thì khi nó mở cái tuyến quốc lộ 60 ngay cầu Củ Chiên thì ít đi qua đó. Em có hay xuống Trà Vinh không? Dạ không, em không có bạn ở Trà Vinh, em chỉ đi xa nhất là Bến Tre. Hồi đó em học ở đâu? Ở đây em học ở trường nào vậy? Dạ em học ở Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Em giáo viên tuổi học là dạy ở quận nhất là ở ngay chỗ đường nào em? Dạ em dạy ở đường Trần Hưng Đạo. Anh ơi, hồi đó lúc mà còn nói chuyện với học trò em á, thì học trò em có nói là mai mốt nếu mà đám cưới cô á, thì học trò sẽ nâng váy cho cô. Nhưng mà em có tới 8 bạn học trò muốn nâng váy cho cô, vậy em muốn mướn cái sa rê 8 mét được không anh? Cái đó là tùy thuộc vào em thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy nó hợp lý, hai đứa mình trao đổi nó hợp lý thì anh có thể mướn cho em được. Dạ. Rồi em muốn còn muốn gì muốn hỏi anh không? Anh, nhà anh làm hai bác ở dưới ha. Đúng rồi, ba mẹ anh là ở dưới là làm về nghề nuôi tôm á, ao tôm á, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm. Ui, cua. Em thích ăn tôm với cua lắm. Ở dưới là ba hai bác là cũng ở dưới là làm. Dạ, gì em? Ba mẹ em thì làm nông, làm ruộng. Làm ruộng. Dạ. Nhưng mà giờ lớn tuổi rồi thì cũng nghỉ bớt, không còn ấy nữa. Với lại nhà em được mấy anh em? Nhà em được hai chị, hai con gái với lại một em nhỏ. Em nhỏ ha. Rồi thường thường thì em dạy là từ thứ 2 đến thứ 7. Em dạy từ thứ 2 đến 6, rồi xong thứ 7 em còn học chuyên môn nữa. Học chuyên môn. Dạ, chủ nhật thì rảnh, nhưng mà cái giờ của em thì thoải mái hơn tí, tại vì em chỉ đi dạy từ sáng tới khoảng 5 giờ chiều là xong. Công việc của anh thì nó nói chung là nó tùy vào mùa thôi. Nói chung là có mùa thì anh làm hành chánh không? Dạ. Có mùa thì hàng nhiều và có thể đi làm ca đêm. Dạ. Nói chung là cũng ăn thua là giàu hàng quá công ty, năm nào được thì mình làm nhiều thì nó làm một cả đêm, còn đa số thì anh vẫn làm hành chánh hơn. Ê, nãy em nghe nói là anh nấu ăn ngon lắm phải không? Nói chung là nấu thì nấu ăn được thôi, tại vì trong gia đình anh thì làm đám tiệc rồi hay là cái này cái kia thì anh với ba anh cũng tự nấu, nhưng mà không có ít có mướn. Tại nhà anh là chủ yếu là ăn Tết ăn đồ thôi, chứ ít cũng có đám giỗ đám quả là cũng nấu ăn thì dạng như là họp khẩu vị người miền Tây mình thôi, chứ còn người miền Trung thì không họp. Em rất là mong kiếm được người nấu ăn giỏi, tại vì em rất đoản vậy khâu này. Trời ơi, đoản, hai đứa cùng học nấu ăn không được rồi mình tự không tự tự ráng ăn. Em có nhiều lớp học nấu ăn mà. Ăn thua là cần mình. Cần gì học em ơi, lên Google sợ coi là nấu chứ. Em nấu rồi, em rất là thích nấu mà không ai ăn đó chị. Em rất là thích nấu mà không ai ăn đó chị. Nhà mốt em nấu đi anh ăn, đúng không em? Không, em không có nấu, nhưng mà em chỉ bằng nấu. Nhưng mà rồi bạn nấu là em phải ăn. Thì em ăn em mới góp ý cho bạn, bạn mới tiến bộ được. Còn em nấu cho bạn là bạn đâu có tiến bộ đâu. Rồi thôi được rồi, hai đứa về tự phân công. Rồi, ngày hôm nay là có người nhà mình đi theo nè. Dạ. Rồi mời em vô. Đó, ở Sài Gòn có hai chị em thôi ha. Rồi đứng đây gần chị đi em. Em giới thiệu tên mình đi cưng. Dạ, em chào chị, chào mọi người. Em tên là Ngọc Trang. Năm nay Trang nhiêu tuổi cưng? Dạ, em 24. 24, đang làm công việc gì? Dạ, em cũng là giáo viên. Giáo viên luôn? Có dạy chung chị hai không? Dạ, em dạy quận 4. Quận 4, chị hai dạy quận nhất. Dạ. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Rồi chị hai bữa nay chị gả đi xong rồi tới em lên đây luôn nha. Dạ cũng. Được không? Dạ. Được, thế bữa nay em thấy chương trình đã tìm cho chị hai một người như thế nào? Theo ý em thấy sao? Dạ anh đây cũng dễ thương. Dạ cũng hợp với chị hai. Hợp chỗ nào? Chưa gì trơn biết hợp rồi. Em thấy biết nấu ăn là hợp rồi. À vậy hả? Rồi thế bình thường chị hai mình có cái tính xấu gì không em?
Chị Hai chỉ hơi lâu lâu là hơi thích làm theo ý mình thôi. Và cũng chỉ mong có một người giống như là biết điều tiết lại cái tính của chị, tức là khuyên chị. Hơi bốc đồng quá hay sao em? Dạ cũng lâu lâu. Gì mà dùng từ điều tiết chị Hai lại nghe ghê quá vậy? Chị hơi nóng tính tí thôi chị. Tức là em dạy học trò thì em như một thiên thần vậy. Thiên thần. Nhưng mà khi đi về nhà thì em sẽ là mẹ của cám vậy đó. Thì nó xả em đó chị. Thế chị Hai có ưu điểm gì mà nãy giờ khiêm tốn chưa giới thiệu không nè? Chị Hai nhiều ưu điểm lắm chị. Dễ thương, tốt, hay cho tiền em. Trời ơi, hay cho tiền em là tốt đó. Cho tiền là tốt đó nha. Vậy là biết cái cách nào lấy lòng em gái rồi đó. Dễ rồi đó, cho tiền là tốt à. Bây giờ một lời gì đó em dành cho hai anh chị trước khi mà hai anh chị đưa ra cái quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay là không nè. Dạ, thì em cũng mong là đến đây thì hai anh chị mấy anh chị rất là hợp, cũng mong anh chị có thể đi được đến xa hơn. Vậy là ý em là chốt đúng không? Ok đúng không? Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai nói gì câu biết đâu em vợ tương lai đó, nói một câu coi nè. Cảm ơn em là anh mong một dịp là sẽ có dịp là về quê hai chị em chơi. Nhớ cần gì biết thông tin việc của chị Hai, cái việc cho tiền em nha, là anh tốt rồi đó. Rồi cảm ơn Cưng, dễ thương quá, cảm ơn nha. Nhớ đăng ký chương trình sau khi chị Hai đi nha. Tiễn chị Hai lên đường lấy chồng cái là mình tới đây mình ngồi luôn. Em gái nói vậy là thấy cũng vui rồi ha. Yeah. Bây giờ chơi thêm trò chơi nữa cho nó thắt chặt tình hai bên. Rồi đọc lớn lên coi nè. Hãy kể ra năm tật xấu của bạn thân. Của bản thân. Của bản thân. Của bản thân kể chi? Em nói bạn thân em hết hồn luôn á. Kể năm tật xấu của bản thân coi nè. Thứ nhất là nói nhiều. Nói nhiều. Thứ hai là thấy đâu nói nhiều đó. Đúng rồi. Thứ hai là không biết hát. Ừ rồi. Thứ ba là hơi bừa bộn, nhưng người ta thì thấy ai cũng tính hơi bề bộn nhưng mà có ở dơ không? Không không. Dạng như là em có tật xấu á là đi làm về á là mệt á. Là ngủ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ em mới dậy em mới đi tắm. À thì cũng được, mà thì ngủ cũng đúng thôi, nhưng mà ý là bề bộn xung quanh nhưng mà người phải sạch sẽ thơm tho nhá không? À. Gì nữa mới ba. Thứ tư là nói chung là cái tật là hay quên. À, như em làm một công việc gì đó đó mà ví dụ như mà em tập trung làm mà có một người đi xe ngang là em quên hết tất cả. Hết rồi đi hẹn hò rồi quên rồi sao anh? Không không, cái đó là không thể quên được đâu. Nói chung là anh làm một cái việc gì đó anh đang làm á, nhưng mà có người nào mà xen vô á nó hứng quên. À nó hứng mới quên. Rồi cuối cùng, cái cuối cùng đó là nhậu yếu, chắc là sợ về làm rễ, nghe nói là dân Tiền Giang là nhậu dữ lắm. Có không em? Chị biết là hơn, phải cố gắng hơn cha em một chút thôi. Cố gắng hơn cha em một chút thôi. Trời ơi, cha em muốn giữ không? Cha em thì ngày trưa hồi nhỏ thì em tự tin rằng cha em là vô địch. Dạ không ai lại. Trời ơi, rồi làm sao rồi được, người ta đâu có biết uống đâu mà uống dữ vậy. Thì em nghĩ là về thì nói chung là anh nên thể hiện là anh hợp tác với cha em thôi, còn cái phần sau mà có rót hay không là do em mà. Được không em? Cố lên. Thôi cũng được, cũng có cố gắng. Rồi bóc lá đi nè, đọc lớn lên chị nghe nè. Bạn nam. Trời ơi kệ, đọc đi em, cái số mình bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Có cản không? Dạ không. Mời em. Trời ơi, từ đó giờ mới làm luôn. Đó giờ mới làm luôn hả? Rồi làm được không trời? Chắc không nổi 10 cái đâu. Làm đi em, hết sức của mình đi em. Trời ơi, cũng cao to đẹp trai quá mà. 1, đếm đi em. 2 3 4 5 6. Trời ơi. Chết rồi, vậy sao, sức rồi. Vậy sao em muốn đi ăn dừa sáp, vậy sao hái dừa cho em? Ngồi vô, thở đi, trời mặt nhỏ đỏ dữ. Mới có 6 cái à. Dạ. Rồi em thấy thì sao? Dạ thôi trời, miễn sao hái dừa cho em ăn là được rồi. Được không em? Không, là hái dừa, nói chung hái dừa là em mua chứ em đâu, nhà em đâu có trồng dừa đâu hái. Dạ em đâu có trồng dừa đâu hái. Trời ơi, em lật kèo rồi đó cưng ơi. Vậy đó hả, chị rồi đó. Rồi nhưng mà sao bây giờ không có thể thục thể thao gì trơn hả? Mới mấy tuổi hít đất 10 cái không nổi. Tại nói chung là em đi làm, em về em chỉ ngủ ít, có đi đá banh thôi. Mà hít đất 10 cái mà hít không nổi. Không, thời đó giờ nói chung là ổng ít chứ hít đất nên. Trời ơi, bây giờ về tập thể dục nha, ta hít nha. Ừ. Không nhậu mà cái bụng bự nè. Hít đất cho tôi một ngày 10 cái. Rồi cái bắt đầu lên một ngày 20 cái cho tôi. Trước khi lấy vợ, được không? Dạ được. Trời ơi, tới đám cưới cậu hôn mà hít không nổi 20 cái là nghỉ lấy vợ nha.
để mà cố gắng cái đó làm việc có động lực và sức mạnh. Tôi chưa thấy ai thanh niên mà hít 6 cái hít đất hết không nổi. Tôi mới thấy lần đầu tiên trong chương trình tôi bắt bao nhiêu con người hít đất, tôi chưa thấy người nào mà 6 cái hít không nổi. Ông làm như ông 50-60 tuổi vậy đó. Tại từ đó giờ nói chung là em ít làm việc nặng. Trời đất ơi, thôi được rồi, chị hiểu rồi đó. Thôi, nãy giờ cho vui và chúng ta tìm hiểu nhau rất là kỹ rồi. Bây giờ hai bạn trước khi tiến tới bấm nút hẹn hò, mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng để chúng ta đưa ra quyết định. Mời hai bạn. Nói chung là mình đến với chương trình á thì nói chung là một cái duyên cũng như là một cái nợ, thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu, nếu mà mình được thì mình sẽ tiến xa hơn, đúng không nhân? Mong em là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Dạ, em rất là thích một câu nói của một nhà văn nổi tiếng, đó là mọi cuộc gặp không phải là đúng hay sai mà đó là duyên phận. Thì em nghĩ anh với em gặp nhau trong chương trình này, với gặp chị Cát Tường cũng là một cái duyên phận rồi, nên là hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cái duyên phận nữa ra ngoài cái chương trình này. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Trái tim ra cùng đỏ, mời em qua đây. Một cô giáo năng động, một chàng trai trẻ trung hít đất 6 cái không nổi. Hãy nắm tay nhau và hãy dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Mình chưa có về được nhạc nghiệp á, nên là mình tạm ghé vào trong một cái chỗ trống để mà phỏng vấn thôi. Dạ rồi, ok, vậy mời anh sẽ giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Mình tên là Ngô Quốc Huy ha. Hiện tại ra là mình sinh năm 1992. Năm nay mình 32 tuổi rồi. Thì hiện tại là cái công việc của mình đang làm đó là mình chạy xe ráp thôi. Chạy chạy xe ráp công nghệ á. Thì ngày thì trung bình mình thu nhập thì cũng cỡ từ 300 đến 400 nghìn nếu mà mình chạy cả ngày á. Tính cắt trừ cái chi phí ra thì cũng cỡ khoảng 300 đến 400. Là quê của mình ở đâu Huy? Quê của mình ở Tiền Giang. Cái lại mình lên đây cũng cỡ được 7-8 năm rồi. Mình lên đây mình đi làm xong rồi mình sống ở trên này luôn. Có mẹ mình lên trên này nữa. Ở dưới quê thì còn mấy cô dì chú bác thôi. Hiện tại thì lúc trước thì lên đây thì mình cũng đi làm công ty đó. Nhưng mà kiểu mà sau cái mùa dịch rồi thì công ty nó giảm bớt, cắt giảm nhân sự bớt. Rồi mình mẹ mình cũng đang bị bệnh ốm nặng á, nên là mình chọn cái công việc là chạy xe rác để mà có thể lo thuốc men rồi cho mẹ. Hiện tại thì thấy chương trình cũng có bạn giới thiệu tác mình vào cũng là, mà chương trình cũng mình chưa có hai một nữa, cho nên là tác mình vô để mình cũng tham gia chương trình để kiếm một bạn nào đó có thể là đồng cảm, đồng tâm, mình có thể cùng nhau chia sẻ. Ra thì cuộc sống có những lúc thăng trầm, mình nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình có thể tìm hiểu nhau thôi. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình xíu ha. Điểm mạnh của mình á, thì mình là một người rất là chân thật, thiệt thà lắm, tại vì nói chung là mình người miền Tây mà mình cũng không có làm cái chuyện gì mà dám dối gạt ai hết. Rồi mình cũng gần gũi tiếp xúc với mọi người, dễ nói chuyện, dễ làm quen, dễ nói chuyện, dễ bắt chuyện với mọi người, cũng gần gũi thân thiện. Rồi điểm mạnh của mình là mình cũng có cái gọi là biết quan tâm người khác. Khi mà mình chở khách đi thì ai mình cũng đối xử rất là ân cần, nói chuyện với họ rất là nhiệt thành. Đôi khi họ có thể là họ xin số điện thoại của mình, họ đi nhiều lần á. Dạ, là như vậy.
thì còn điểm yếu của mình á là mình kiểu mình hay kiểu mà có nghĩa là hay nóng vội bộc trột trong công việc, ví dụ như là mình không có cái sự kiên nhẫn á, mình hay gọi là hay nóng tính xíu, rồi mình cũng cố gắng mình kiềm chế cái tính tính đó. Rồi thì nói chung là cái chuyện gì mà mình kiểu mình cũng đúng thôi, chứ không phải là chuyện gì cũng nóng tính hết. Chuyện gì mà kiểu quá đáng mình hay kiểu sống kiểu mà kiểu chu toàn á, là kiểu mọi việc phải theo cái sự logic, phải đâu đó là phải trong cái sự chuẩn bị của mình mà nó nằm ngoài sự kiểm soát, đôi khi là mình sẽ bị kiểu bực bội, nói chung là như vậy thôi. Nhưng mà tính mình cũng không có hay giận lâu, dù mình chỉ là mình bực bội mình nói một hai câu qua chuyện thôi rồi hôm sau lại thôi, chứ không mình tính mình không hay giận dai là như vậy. Rồi tình trường của mình trước giờ làm sao, trải qua mấy mối tình rồi? Trước thì mình cũng có mối tình, mình có quen một bạn gái học còn đi học á, học xong rồi cái đi làm chung, nhưng mà kiểu một thời gian là kiểu hai đứa nó không có cùng cái gọi là tôn giáo. Mình thì mình bên đạo Thiên Chúa giáo, còn bạn mình á thì là bên Phật. Thì bắt đầu thì quen thì cũng kiểu là hai đứa xác định là mình cũng không theo đạo bạn đó, bạn đó cũng không theo đạo mình. Rồi tìm hiểu nhau thời gian thì cũng bắt đầu là tìm hiểu nhau, rồi qua cái sự đi làm, chia sẻ nhau qua công việc, rồi bắt đầu rồi chở nhau đi về, rồi tối cùng nhau đi ăn uống này nọ thôi. Thì cũng nói chung là trải qua một thời gian thì kiểu gia đình thì cũng có biết á, nhưng mà một phần vấn đề về tôn giáo, phần thứ hai là kiểu là bạn đấy là đặt ra cho mình một cái mục tiêu nhiều hơn, cho nên là đôi khi mình không thực hiện được nên là cảm thấy bạn đó buồn. Rồi mình kiểu mình cũng ngồi lại với nhau là mình nói là mình có thể là có nhiều cái nó không thể đi xa được, mình muốn bạn đó có một cái tìm một cái người mới tốt hơn. Thì đôi khi là hai tụi mình chia tay nhưng vẫn là bạn, hiện tại bây giờ cũng vẫn cái liên lạc với nhau, nhưng kiểu là chia tay thôi, không phải là quen nhau nữa. Rồi sau đó thì khoảng thời gian sau đó 1-2 năm sau là mình không quen ai hết, rồi mình lại chờ khi trong công việc mình đi làm á, thì tại đó cũng thời gian 2017 đến 2020 thì mình cũng mới quen một bạn mà kiểu là yêu xa thôi, yêu xa bằng đó ở ngoài Hà Nội, thì hai đứa cũng yêu xa thời gian rồi thấy là cũng không có đi tới đâu, tại vì mình cảm thấy là có những cái không hợp nên là mình không có tiến tới được. Rồi bây giờ mình nói về cái hình mẫu mình mong muốn ha. Dạ. Hình mẫu bạn gái mong muốn như thế nào? Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mình cũng mong muốn một bạn. Mình không có quá yêu cầu đòi hỏi khát khao gì, mà mình chỉ mong muốn một bạn nào đó. Bạn nào đó có thể là nếu mà cùng tôn giáo với mình á, cùng đạo Thiên Chúa thì tốt. Còn nếu không cùng á thì mình mong bạn đó kiểu hiểu và thông cảm, chia sẻ cho nhau. Và cái thứ hai là bạn đấy cũng không cần phải quá đẹp, quá sang trọng hoặc là quá giàu có hay gì. Mình chỉ muốn là tìm một người bạn để có thể mình chia sẻ với mình qua công việc mỗi ngày, để mình có thể cùng nhau tìm hiểu nhau và có thể là giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau thôi. Bạn gái thì cũng bình cũng không quá cao, cũng không quá thấp. Nói chung là nhìn nhìn được, nhìn cảm thấy dễ thương là được, chứ cũng không cần phải quá đẹp đâu. Rồi, nhưng mà của bạn gái thì sao? Bạn đó phải tính nào kiểu là bạn đó cũng, nói chung là thì thà mình sẽ cần cái sự chân tình á, quan trọng là cái chân tình là được. Yeah. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì sao? Dạ tuổi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ tuổi thì lớn hay nhỏ cũng được, nhưng mà ý là lớn, nếu mà lớn hơn mình thì cũng lớn hơn dài 3 tuổi thôi, đừng có lớn hơn quá. Còn nhỏ hơn thì từ 20 trở lên, cái từ 20 đến 30 là được, cũng không có mình không quá quan trọng về độ tuổi.
Rồi ok. Nói chung là mình không quan trọng hình mình không quan trọng hình thức, chỉ cần kiếm một người bạn chân tình là được. Dạ vâng. Rồi ok, cái gì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. Dạ, rồi cảm ơn Huy. Chào em. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi. Em rồi em. Kiểm tra này không có người. Có trai tà 70 không ta? Viên văn phòng Bình Tân. Ê, nhưng mà anh này có anh này có ai vậy? Ê, cái anh này có vợ chưa? Anh Trường Hoàng á. Anh nhân viên văn phòng Bình Tân hả? 85 Trường Hoàng. Trường Hoàng chưa vợ nhưng mà hơi thấp, có mét năm mấy à? Dạ yeah. Thấp lắm. Chưa vợ. Trai nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc lắm. Nghiêm túc mà có mét năm mấy hả ta? Để qua coi gái của chị rồi. Ok không ghép luôn. Chị còn dư gái quá trời luôn á. Tại vì không có người ghép. Cái người không hợp để ghép. Chị Thanh Thi nè. Mấy năm mấy thôi hả? 56, 54, 5 gì em thích lắm. Là bằng chị thôi đó. Ừ, tầm đó. Chứ là bởi vì khó chọn rồi đúng rồi. Chị nào phải thấp hơn nữa. Ít nhất cũng phải năm mấy, giống như anh đó. Rồi, mời anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Nguyễn Chi. Dạ, anh nói lại giùm em chưa nghe rõ tên mình á anh. À, em là Nguyễn Minh Tâm, ở ấp Bình Mương, xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, bên ngành cây kiểng bonsai. À, anh là sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 77. Dạ rồi, cái này là mình làm tự làm cho mình luôn hả anh? Tự làm cho mình. À, là mình có nhiều không anh, cái vườn không hay sao? Nhiều, lên cảnh để mình bán, mình giao cho mình. Dạ rồi, là anh hiện đang ở Củ Chi. Anh thì là trước giờ mình đã từng lập gia đình chưa? Có gia đình rồi mà chia tay nay là 6-7 năm nay rồi, 7 năm rồi. Rồi anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này giúp tụi em đi. Lý do sao ly hôn, có con chưa ha, lập gia đình khi nào? À, lập gia đình năm, giờ cũng không nhớ, nó chắc 2000 mấy đó, 2001. Rồi nói chung là vợ cũng có gia đình khác đi nước ngoài. Là mình có con chưa, ở nhau bao lâu sao lại ly hôn anh? Có được một bé, nó cũng thẹn bạn. Trai hay gái bao nhiêu tuổi ạ? Đứa con gái này nó 15 tuổi rồi. Là đang ở với mẹ luôn. Đang ở với mẹ. Nhưng mà hồi đó sao, lý do sao lại ly hôn anh? Thì nói chung nó cũng nhiều phần gia đình lắm. Một người thì cao sang mỹ vị, một người không thích thì mình chưa có tận khả năng mà cao sang mỹ vị thì đó nó thật. Rồi vậy tính ra là ly hôn 6-7 năm nay thì có tìm hiểu ai khác không anh?
chưa chưa anh, cũng đang làm rồi sau này nổi mắt nữa rồi anh mới mới suy nghĩ kiếm thêm người để về chăm lo nhà cửa, cơm nước đồ đó. Tại nói chung là dưới Củ Chi rồi mình có nhà cửa này kia các thứ rồi đúng không? À, nhà cửa thì sẵn sàng hết rồi. Dạ rồi, anh tâm nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh. Điểm mạnh điểm yếu. Anh nên để cái mic cho tụi em nghe á, nói không có nghe. À, tại vì anh đam mê những cái bản cây cảnh bonsai rồi thôi, cũng chưa có biết là cách sao. Nhưng mà cây cảnh rồi có gì nữa không? Có điểm yếu hay tật xấu gì không? Không em, nhậu nhẹt thì anh không có. À, do giao lưu là tiếp khách với người ta này kia, giao lưu có cà phê chút lá thì có. Còn nhậu không? Rồi. Anh mong muốn tìm một bạn gái làm sao? Thì hiền hậu rồi, biết đảm đang gia đình là được rồi em. Hiền, đảm đang, tuổi tác vùng miền này kia thì sao ạ? À, tuổi tác thì lớn 1-2 tuổi cũng không sao, mà ngang tuổi thì càng tốt. Xa gần không quan trọng. Tuổi càng tốt, rồi ok. À, người ta đã từng lập gia đình này kia cũng được ha? À được, nhưng mà cũng ra có gia đình rồi, nhưng mà ra tò này kia ôi như mình vậy là giờ cũng là ly hôn đồ này kia, nó đâu đó rõ ràng hết. Mình dạy kết nối cho lại. Anh có văn nghệ rồi được không? Ca hát rồi được không? Không em. Không hả trời. À, à tự nhiên đang điện, tại vì biết sao đang làm cái điện vậy cái lỡ bắt máy luôn. Đầu quần áo nó lè lẹt chút xíu. Tại vì anh đang làm tạo một cái cảnh để giao cho người ta cho khách đó. Anh cao bao nhiêu, chiều cao của anh bao nhiêu? Anh cao 1m65. À, cao 1m65. Năm mấy ký à? Dạ rồi, ok. À, nếu mà có người phù hợp đó, thì bên chương trình sẽ thông báo sớm cho anh biết là anh sắp xếp tham gia. Tên nghề nghiệp quê quán, tên tuổi của mình đi anh. À, anh tên là Ngô Thọ, tên Thọ. Sinh năm 1985, làm nghề tóc á, tóc nam. Hiện tại anh đang sống ở đâu? Hiện tại anh đang sống tại Ninh Thuận, thôn Long Quý, xã Lâm Sơn. Nếu ví dụ như ghi hình tại Sài Gòn thì anh lên được không? À, nếu mà tại Sài Gòn thì anh có thể lên được. Rồi, anh giới thiệu sơ giùm em về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. À, điểm mạnh anh hả? Điểm mạnh anh thì thích mặt anh thì tình yếu á, tình yếu thì ở nhà thì cũng ít nói, ít nói trầm lặng. Còn là điểm mạnh thì lúc thì cũng ở nhà cũng không có không cũng hiền lành với mọi người rồi, cũng không có chơi bời rồi hết. Vậy thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? À, mình thì cũng trải qua một mối tình nhưng mà thấy không hợp nên chia tay. Cũng không có đi đến đâu hết. Cũng không quen nửa chừng mà thấy không hợp nên chia tay thôi. Mới có một mối tình thôi. Và cái điều không hợp của anh là gì? À, không hợp là do hai bên do hai bên không thấy hợp nhau, thấy không hợp nhau nên tự hai bên tự chia tay thôi. Rồi vậy thì bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của anh muốn là gì? À, mẫu bạn gái anh lý tưởng anh mong muốn thì người đó thì cũng cũng hiền thôi, cũng hiền rồi, hiền lành. Nói chung là nhìn cái anh cao mét bao nhiêu? Anh cao 1m75. 75 rồi. Chứ bạn gái anh thì cao 1m55 được không? Ok, vì sao anh thì cũng không có đòi hỏi gì. Chỉ cần người đó hiền là anh là được rồi. Rồi, vậy thì tuổi tác anh mong muốn bạn gái là gì? Tuổi tác thì anh cũng mong muốn người đó thì cũng lớn tuổi một xíu để chuẩn chạc một tí. Chín chắn.
nè, là phải lớn tuổi hơn anh đúng không? Đấy là độ tuổi nào cũng được thôi, miễn là thấy là được là ok, nhìn thấy được. Ok là vậy được. Thì chị ấy sống ở đâu, anh cảm thấy phù hợp nè, thành phố Hồ Chí Minh được không? Thành phố Hồ Chí Minh thì đi ra vô thì thấy cũng khó khăn quá. Ừ, là nói chung phải ở gần gần đúng không? Gần gần xíu. Rồi ví dụ như là nghề nghiệp thì cô ấy có công việc nghề nghiệp ổn định là được đúng không anh? Nghề nào cũng được hết á, vì sao công việc gì cũng được. Ừ, anh cũng không có quan trọng. Làm nhưng mà nhà cửa mình đã ổn định hết chưa anh? Nhà cửa anh thì cũng ổn định hết rồi, anh ở chung với ba mẹ. Mấy chị rồi có gia đình hết rồi, anh chỉ còn mình anh ở chung ba mẹ thôi. Rồi ok. Giờ đây một buổi casting bằng hẹn hò thôi, thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình sẽ có một bạn làm việc ban sâu hơn ha. Dạ cảm ơn anh. Công việc sinh năm 87, quê quán ở Đồng Nai, hiện tại sinh sống và làm việc ở quận 7 ạ. Anh làm công việc gì ở quận 7? Em là nhân viên phòng lái xe luôn. À, là lái xe, cụ thể công việc mình lái xe hành chính, lái xe cho ai như thế nào anh? Em thì dạng kiểu hoạch cả nhà xếp việc quen mở quận 7. À, lái Phú Mỹ Hưng đó đúng không? Trong khu Phú Mỹ Hưng hả? Lái xe cho sếp đúng không anh? Ừ, dạ rồi, ok. Anh làm công việc này lâu chưa? Dạ, em làm đây cũng được 10 năm rồi. Ừ, hình như anh đang ngồi đây là chắc cũng giống nhà sếp đúng, phải không? Dạ vâng. Ừ, dạ rồi, coi như là 10 năm. Nhưng mà anh làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào anh? Em là người đã ly hôn rồi. Em ở cùng đời vợ đứa con, và hiện tại thì vợ con em thì còn thân, thì tại độ thân thì thu nhập. Anh ơi, tại vì là anh đang để cái điện thoại hơi xa cho nên là cái tiếng nó không có được liên tục á, thì anh có thể để cái điện thoại xích vào một xíu được không? À, anh, dạ đúng rồi, anh ngồi xích tới một xíu. Dạ. Rồi. Chị nghe rõ chưa? Dạ rồi, bây giờ nghe rõ rồi. Hồi nãy anh nói là anh đã ly hôn và có một con, thì bé của mình, con trai hay bé bao nhiêu tuổi và lý do vì sao mình ly hôn, anh chia sẻ về câu chuyện ly hôn một xíu ha. Dạ. Em đã có em. Dạ sao anh ơi, không có. Dạ anh ơi, anh cầm điện thoại lên giúp em để cho cái tiếng nó được nghe rõ hơn nha. Anh cầm điện thoại lên giùm em luôn. Ừ, anh cứ cầm luôn. Dạ rồi, đúng rồi. Em tưởng là phải để xa lên cho thấy. Dạ rồi, như vậy là ok rồi. Anh nói lại giúp em tại cái tiếng nó không có nghe rõ hết á. Dạ rồi, anh chia sẻ lại giúp em nha. Thì năm 2010 thì em lấy vợ thì được hai đứa con, thì năm ở với nhau được 10 năm thì vợ em làm ở khu chế xuất Tân Thuận á, thì vợ em vướng vào đa cấp. Rồi vợ em để con nhỏ này kia ở dưới bà ngoại nuôi hết. Xong rồi sau này tụi em ly dị thì vợ em giành quyền nuôi con. Thì hiện tại công việc và cuộc sống của em thì gắn liền với lại gia đình nhà sếp, nên em cũng không thể nào mà nuôi con được, nên cũng phải chấp nhận. Với lại ý kiến gia đình bên vợ thì hai bên vẫn vui vẻ, đồng thuận. Và hiện tại thì em độc thân. Là anh ly hôn cách đây bao lâu rồi? Dạ, được 3 năm rồi. Ly hôn 3 năm, dạ rồi. Con của mình bây giờ lớn cho anh bao nhiêu tuổi hả? Dạ, đứa lớn con gái thì năm nay được 12 tuổi, đứa sau con gái luôn cũng là 8 tuổi ạ. Dạ rồi, anh nói một xíu về bản thân mình đi. Ví dụ như những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào anh? Thì dạng em là người chơi thể thao, đam mê âm nhạc, vui tính, vui vẻ và hòa đồng. Điểm yếu thì dạng kiểu là tính tình thì hơi nhút nhát, là từ nhỏ đến lớn sống ở dưới quê thì cũng chịu khó, nên khi bị người ta ăn hiếp thì kia mình cũng nhẹ nhàng, mình cũng rút lui thì kia thôi. Nói chung là không có nhường nhịn vô người ta nhiều á, nói chung là
Dạ bản tính chất là nhường nhịn nên nên khi mình gặp cái chuyện gì đó thì kiểu mình không có giải quyết được. Dạ rồi. Ủa anh nói anh thích đam mê âm nhạc, anh có ca hát được không? Hát thử nghe một đoạn đi. Dạ không, em nghĩ kiểu em thích nghe thôi. À, chứ không có ca hát được hả? Dạ. Rồi. Anh có cái hình mẫu bạn gái như thế nào để phù hợp với mình về ngoại hình, tính cách này kia, các tiêu chí á? Dạ thì cuộc sống thì như khi gặp nhau thì là một cái duyên thôi. Như bạn nữ thì nó cũng là cùng hoàn cảnh thì cũng được, nhưng mà phải sống thì phải biết trên biết dưới, tức là có lòng bao dung, thì biết yêu thương mọi người, biết kính trên nhường dưới. Nhưng bạn nữ thì tầm cỡ 91 hoặc là 95, 94 thì hợp tuổi. Ở thì sinh sống và làm việc ở thành phố thì cũng tốt. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Có điểm gì không thích ở bạn gái không? Chung thì bạn gái thì khi mà mình đến mình gặp nhau thì vậy kiểu mình sẽ cảm nhận được cái hơi ấm và tình cảm nó tốt hơn. Chứ giờ có yêu cầu quá thì nó sẽ không hay. Nhiều khi là đến gặp nhau này kia, nếu mà tình cảm nó tốt thì mình sẽ tiến tới. Em thấy chương trình bạn muốn hẹn hò nó thân thiện và nhân văn nên em mới thử đăng ký. Tại vì em thì cũng ở không nên cũng mét rồi. Dạ rồi, ok anh. Thì nếu mà có người phù hợp cũng như là mình được chọn vào vòng 2 á, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với anh ha. Dạ. Dạ rồi. Dạng kiểu bạn gái thì chỉ cần nhân viên văn phòng làm giờ hành chính thì cái sống thì nó cũng thoáng ha. Nên kiểu là không phải là một người chỉ thích ham chơi này kia, nhưng mà cũng phải biết nấu nướng. Nhưng mà một người phụ nữ nó cũng chững chạc thôi. Anh làm chạy xe vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào anh? Thì dạng kiểu thu nhập của em thì cũng trên hơn 10 triệu ạ. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh Bình ha. Có gì anh lợi thông tin của chương trình nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ rồi, em chào anh ạ. Chương trình